là Việt Nam thôi. Wow, ấm, nóng quá, nóng như Việt Nam. Thank you. Và những người này không có, họ sẽ tìm cách họ quảng cáo. Khát lên và mai lên đi với bà nội kìa. Wow, dễ thương quá nha. Hôm nay Khát lên đi máy bay vui không? Khát lên có sợ không? This is the one they suggest we keep walking. Do not stop here. Đi tới chỗ mà cái hotel mà mình đã đăng ký rồi. Đúng cái người đó mình mới đi. Cái chỗ này họ quảng cáo rồi thôi. So you must proceed to immigration and then go to the baggage claim area. Thì giống như là Việt Nam thôi. Wow, ấm, ấm quá. Nóng như Việt Nam. Thank you. Và những người này không có, họ sẽ tìm cách họ quảng cáo. Mình tiếp tục mình đi. Yo, immigration taxi, car rental. Thank you. Họ sẽ tìm cách họ quảng cáo như Việt Nam thôi. Mà mình sẽ tiếp tục mình đi ra đúng cái chỗ người của mình. Hả? À. Under the name of? I think we need to do is mình tìm ra cái người official airport people. Right? Oh, usually you just ask or like they will look like you, and if you don't look like you know where you're going, they'll ask what company you're looking for. Or they could have tricked you. Nope. Okay. Giờ bây giờ mình chờ đi xong cái bus rồi. Yeah. See? Nhưng mà đi có con nít là cứ vậy, mọi người phải ẵm một tay thôi. Chào mọi người. Người khán giả cũng thấy rất là đông người, có nhiều chỗ taxi riêng của họ. Nhưng mà theo Khang biết, đây là lần đầu tiên đi thôi. Khuyến khích thì mình phải đi theo taxi của cái hotel của mình. Nó gửi, nó sẽ nói cho mình biết cái người nào để mình tìm. Chứ mình mà đi taxi riêng ở đây, nghe nói là có nhiều cái taxi nó không có cái meter đó. Cho nên nó chạc cho mình như có thể là 10 đồng thôi, mà nó chạc 70 đồng như vậy. Cho nên mình nên lúc nào mình cũng phải cẩn thận. Mình có câu hỏi thì mình tìm những cái người $60. Tại nóng quá. Yeah, nóng quá. Như Khang đang đứng đây, có cái ông mà đứng gần chiếc xe van đó. Cái ông đó nếu mà ông không có nhắc mình thì mình cũng đi lộn thôi. Tại mình tưởng, nói chung mình tưởng còn một cái chỗ check nữa, nhưng mà cuối cùng không có check nữa. Ok em. No, they said just go outside look for them. Bye bye đi em, bye. Ui. Đúng Việt Nam thôi. Đông người, xe bus. Như mình đi về Việt Nam vậy á. Một lần nữa, cái này là đầu tiên Khang và gia đình đi Mexico Riviera Maya, hay là mình biết gọi là Cancun. Cũng là giống Việt Nam thiệt. Nóng, mồ hôi nè. How you doing em? Bây giờ chắc là sẽ dẫn mình đến chiếc xe bus. Do you want to use the lady seat? Do you have it? Oh, I want perfect. Ngoài nóng quá. Bên mẹ là như không có cần car seat. Nhưng mà nếu mình có thì mình chỉ làm cho cái sơ thôi. Mình điều phải hỏi car seat nếu mà cần. Thì họ có đem theo. Nhưng mà bên mẹ luật không có cần mang. Không cần rồi, không cần car seat. Dạ, yeah, nhưng mà nhớ tip những người ta nè. Tip thì họ mới giúp mình nhiều. Không biết tip bao nhiêu nữa.
theo đúng cái instruction của hotel. Nhiều khi mà họ chở mình đi chỗ khác mình cũng đâu biết đâu, tại mấy người lái xe này họ cứ chạy thôi, cũng nói tiếng Mỹ cũng không có giỏi nữa. Có nhiều cảnh sát để chắc cho nhiều người biết là chỗ này rất là an toàn. Tiên không ai mang khẩu trang đây nữa giờ. Alright, giờ cả nhà mới vừa drop up tại Bahia Principal tại Riviera Maya. Thì giống như là mình đi travel với con nhỏ thì một người check in và sau đó Khang phải cho đứa này nó ngủ. Nhưng mà cái cảm nghĩ Khang tới đây lần đầu tiên thì nó rất là homey, là cảm giống như là nó mát mẻ, thoải mái. Dĩ nhiên rồi, khán giả nào mà có đi hotel, những hotel mà lớn thì cũng đã biết cái này là bình thường. Nhưng mà gọi là tiền nào của nấy đúng không? Thì một lần nữa Khang cũng muốn cho khán giả được cái experience tại Riviera Maya, Mexico. Chúng mình vô đăng ký thì nó sẽ cho mình một cái yellow. You have one too. Một cái wristband. You have a discount because you have a part of the Maya Principal program. You have a little discount, 5% for the shops.
for the drinks, premium. So you only need to make the charge to the room. A